dạ hello em xin chào cô chú anh chị yêu Hoa lan trên toàn quốc nha à, chào đón cô chú anh chị mình đã đến với cái kênh à, à, vườn lan cát la gia thiệt minh phước của em à, hôm nay em à, tiếp tục làm một cái video này chia sẻ tới cho cô chú anh chị mình thêm một số cái mặt hoa cho cô chú anh chị mình cùng, à, cùng, cùng sưu tầm về chơi ha thì đầu tiên trong cái video hôm nay ấy, cả nhà em sẽ chia sẻ một cái cây cát hồng cây này là cây binh đai minh, cây này là cây binh đai men. đó, binh đinh binh đai men. một cái cây cái cát hoa màu hồng đó à, cây này thì hiện tại nó đang đi à, khá là nhiều thân, đây cái chậu của nó khá là nhiều thân ha, cái này thì em thuần chậu khá là lâu rồi mà nói chung là nó là những ở những cái lô cũ á, thì cả nhà thì em đều thuần bằng bằng à, giá thể là than ha thì cái này về cô chú anh chị mình mình sang lại chậu mới cho nó đẹp ha à, cây hiện tại như thế này đang khá là nhiều thân luôn thì em chia sẻ cho cô chú anh chị mình á giá là 160.000 thôi 160.000 cho cái chậu này hình như em còn một hai chậu gì đó một hai chậu loại này hay sao đó em cũng không không mấy nữa nói chung là đây em bán chậu đang 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 quay này luôn đi ha đó. chọn như thế này 160 000 nha. Đó cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì mình liên hệ qua số điện thoại là 0386 232 357. Nó là một cái cây hoa màu hồng, màu hồng. À, gọi là tên của nó là Pink Diamond á cả nhà, Pink Diamond á. Đó, đó nhà, à, hồng kim cương, hồng kim cương Pink Diamond á. À 160k nha. Đó 160k. 160k mà bao ship cho cô chú anh chị mình luôn thì nó khá là rẻ ha, khá là rẻ cho một cái chậu cát như vậy. Rồi ở đây em có một cái chậu rung pha fancy no2 nha cả nhà. thì loại này em chỉ còn một chậu duy nhất như thế này thôi. Chậu này nó đang đi hai măng khá là đẹp luôn này cả nhà. đây, hai cái măng nó lên khá là đẹp luôn. À, cái loại này á thì hôm trước tới giờ là em có chia sẻ hai ba chậu gì rồi đó là em chia sẻ với giá là 250 ngàn cho một chậu 250 ngàn cho một chậu đó à, thì hiện tại hôm nay em chỉ còn một chậu duy nhất này thôi ha 250k cho cái chậu như thế này cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì mình liên hệ với em ha nè đang lên hai măng cực kỳ đẹp luôn cái này mà cả nhà mình mình À, cái này thì em thuần chậu phi 10, 10, 18 rồi nè Về cả nhà mình muốn sang qua chậu to hơn cũng được Cái này sang qua chậu to hơn cũng được Nó đang đi hai hướng khá là đẹp luôn Và ở đây em thấy nè Đây nó nhú nhú măng lên nữa cả nhà Đó Nó đang muốn đi 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 thêm măng nữa Hai cái mầm khá là đẹp luôn ha 250k cho cái cây rung Nafa Fancy No 2 Đó tên của nó là rung Nafa Fancy No 2 Một cái cây khá là đẹp Một cái cây khá là đẹp nó có hai cái con mắt, nó có hai con mắt ở ngay cái cánh của nó cả nhà, rất là đẹp, mà nhìn nhìn nó rất là đẹp ha. À, rồi tiếp tục ở đây á em còn một chậu sa à, dẫm quai đều bét như thế này, một cái cây trắng hoa to, cây trắng hoa to hồng vàng, cái hoa cây này nó khá là to, hoa cây này nó khá là to. À, và hiện tại em chỉ còn một chậu duy nhất này thôi nha cả nhà, chậu này nó đang đi hai hướng luôn, hai hướng đều đã đứng thân, hai hướng đều đã đứng thân. À, còn một chậu duy nhất thôi Chậu này thì em thuần chậu phi 21 luôn Nên em chia sẻ với giá là 300k Bao ship cho cô chú anh chị mình luôn Một chậu duy nhất thôi Nên chia sẻ giá rẻ luôn ha 300k cho cái chậu này Cô chú anh chị à, mình muốn sưu tầm cái mặt hoa sa giảm quai nè Thì mình liên hệ với em sa giảm quai 300k cho cái chậu như thế này à, Chậu em thuần à, chậu phi 21 Thuần vỏ thông khá là đẹp luôn rồi ha à, Rồi và ở đây em cũng mới lục trong vườn được một cái chậu bạch ngọc, chậu bạch ngọc. Và cái này cũng còn một chậu có một chậu duy nhất này thôi, chậu bạch ngọc một chậu duy nhất thôi. Nói chung là chậu này cái thân nó hơi bé. Nói chung là chậu này thân hơi bé thì em chia sẻ để lấy giống thôi. Này cũng thuần chậu phi 21 luôn rồi, trồng chậu phi 21 rồi. Nhưng mà nói chung là em em có tách uh, tách ở đây một nhát cắt nè và ở đây một nhát cắt nè. Nói chung là à, cái này nó bé bé thôi Nên cái cả cái chậu này em chia sẻ là giá là 200k thôi bao ship luôn 200k em bao ship cho cái nguyên cái chậu này luôn ha Để, để cô chú anh chị mình lấy giống thôi Nói chung là lấy giống thôi Tại vì cũng, cũng còn có một chậu duy nhất nè Còn chậu duy nhất à Mà nói chung nó cũng cũng không cao lắm không không à, Thôi thì em để giá sale luôn là 200k ha 200k bao ship cho cô chú anh chị mình luôn đó bạch ngọc nha bạch ngọc À, bạch ngọc là một cái cây cát xưa. Cây cát xưa khá là đẹp. Nó là dòng lưỡi ống á cả nhà, dòng lưỡi ống, trắng lưỡi đỏ nhưng mà cái lưỡi ống nó khá là thơm. Thường á, thường những cái dòng lưỡi ống á cả nhà, mình nhìn lâu á nó rất là cuốn hút, nó cái cái lưỡi của nó, cái lưỡi của nó rất là đặc biệt. Nó tròn, nó 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 nhỏ từ trong ra cái ra ngoài cái nó bung ra rất là đẹp ha. Nó dạng như lưỡi ống á, gọi là lưỡi càng nó y như kiểu cái 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 càng cái càng 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 tây cả nhà càng tây người ta hay thổi lắm nó kiểu kiểu dáng nó, nó y vậy rồi và ở trong cái video hôm nay á, em có một cái chậu cây này là cây thông suban cây thông suban vàng lưỡi đỏ à, chậu này hiện tại của em đang khá là nhiều thân luôn đó à, em chia sẻ cho cô chú anh chị mình á, cái chậu này giá là À, 300k bao ship luôn ha 300k bao ship cho cái chậu thông su ban thông su ban cái này là cây thông su ban à, hoa màu vàng lưỡi đỏ hoa nó khá là to và rất là đẹp cái dòng à, dòng thông su ban này ấy, cả nhà em thấy nó khá là xiên bông cái cây này ấy, nó khá là xiên bông ở đây ấy, cái thân à, cái chậu này của em trồng nó, nó đã cho bông hai ba lần rồi cho bông hai ba lần ở đây rồi đây nè mấy cái thân này nó đã cho bông hai ba lần rồi À, hiện tại cây này á thì nó đang đi ba hướng hiện tại cây này thì nó đang đi ba hướng ha ba hướng và chậu cũng kha khá thân á cả nhà em chia sẻ giá là 300k 300k cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì mình liên hệ với số điện thoại là à, 0386 232 357 đó là số điện thoại à, Zalo của em luôn nha cả nhà cả nhà có thể là kết bạn qua Zalo và À, ở đây nè cả nhà à, hôm nay em em mới tách à, mấy cái chậu à, chậu chậu ba năm một bướm của em á em 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 tách à, mấy mấy à, nói chung là nó 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 cái cái chậu to á. xong rồi em em tách ra bây giờ nó nó lên lại thân mới nè đó thì thì em em tách à, cái, cái phần à, phần đầu ra em chia sẻ cho cả nhà mình ha cái này á hai phần luôn nè hai phần nhưng mà phần nào thì cũng chỉ còn một thân đầu thôi ha đó Phần phần này nè, cái phần đầu tiên này nè. Đó, nó nó thân đầu này là thân nguyên zin nè, thân đầu là thân nguyên zin mà đang có măng luôn nè cả nhà. Đó, thân đầu nguyên zin đang măng ha. Thân sau thì có khai thác rồi, đó. Rồi, và tiếp tục. Tiếp tục cái này cũng vậy ha, thân thân đầu là thân zin kèm măng. Đó, thân sau thì khai thác. Hai thân này đều là thân to lớn hết nha. Đó, hai hướng này đều là thân to lớn hết. Thì à, nói chung là mỗi hướng em sẽ chia sẻ với giá là 250k em bao ship. 250k cho mỗi hướng ha. Cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm cái 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 mặt hoa 351 bướm đó thì mình liên hệ với em. 351 bướm em chia sẻ khá là nhiều rồi, khá là nhiều rồi. Đó, em chia sẻ hai cái hướng đó khá là đẹp luôn, 250 000 một hướng thôi. À, rồi tiếp tục ở đây em chia sẻ cái cây này là cây vàng ông sĩ lai like với 351 Vàng ông sĩ lai like với 351 à, Em chia sẻ một chậu như thế này Chậu 4 thân à, 4 thân chậu nguyên dinh Giá là 1 triệu mốt ha 1 triệu mốt cho 4 thân nguyên dinh như thế này Còn à, nếu mà xé lẻ ra Thì cô chú anh chị nào mà lấy hai thân đầu dinh này nè Thì là 600k hai thân đầu dinh là 600k còn hai thân sau á hai hai thân đầu zin là 650k nha hai thân đầu zin là 650k hai thân sau á là 500k tất cả là mắc đầy đủ hết đó hai thân sau thì 500k hai thân đầu zin thì 650k còn nếu mà lấy nguyên chậu á thì em sẽ chia sẻ với giá là một triệu cho cô chú anh chị mình sưu tầm ha cô chú anh chị nào mà yêu thích cái mặt hoa đó thì mình liên hệ với em à... <laughs> rồi và ở đây em có một cái hướng cây 062 vũng tàu nè 062 vũng tàu á cái hoa nó khá là đẹp hoa nó khá là đẹp ha thì ở đây em có một hướng đầu nguyên duyên hướng đầu nguyên duyên đã thuần chậu rồi hướng đầu nguyên duyên đã thuần chậu khá là khỏe rồi nhưng mà ở đây nó có một chút lỗi nè cả nhà đó bình thường á cái hướng uh, 062 vũng tàu á em chia sẻ với giá là một triệu ba cho đến một triệu rưỡi một hướng hướng to đẹp đó, hướng này nó có lỗi một chút như thế này Thì em sẽ chia sẻ với giá là 1 ,3 triệu ba cho cái hướng này Cô chú anh chị nào mà yêu thích cái mặt hoa 062 Vũng Tàu này á Thì mình liên hệ với em 062 Vũng Tàu Đó, 1 ,3 triệu ba cho cái hướng này ha Rất là đẹp luôn Và ở đây á, em... Ôi, hiện tại đang mưa cả nhà ơi cho nên là có gì em hẹn cả nhà mình vào cái video khác ha Em sẽ chia sẻ thêm cho cả nhà mình một số cái mặt hoa nữa nha Xin chào cả nhà